Ngày 2 tháng 5, đại diện trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ hai thanh niên đi bộ từ đèo Hải Vân xuống dọc quốc lộ 1A trong tình trạng kiệt sức. Đáng chú ý, đây là hai anh em thất nghiệp bị nhà xe mời xuống giữa đường. Trước đó vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại km 859 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, phát hiện hai người gồm một nam và một nữ đi bộ trong tình trạng mệt mỏi, người ướt sũng vì ướt mưa. Trong quá trình thăm hỏi, lực lượng cảnh sát giao thông xác định hai người là anh Lê Anh Tê, 25 tuổi, trú tại huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, và chị Đào Thế Phương C, 20 tuổi, trú thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Anh Tê và chị C là hai anh em cùng cha khác mẹ, chị C theo họ mẹ, cùng làm công nhân ở Bình Phước, nhưng do công ty hết việc dẫn đến thất nghiệp. Hai người này cho biết, trước đó xin đi nhờ xe từ Bình Phước để về quê Phú Thọ, nhưng khi ra tới đèo Hải Vân, giữa thành phố Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế thì bị mời xuống xe. Trong người lúc này còn 200.000 đồng nhưng cũng bị trộm mất khi nằm ngủ trên đèo Hải Vân. Sau khoảng một ngày đi bộ dọc từ đèo Hải Vân xuống quốc lộ 1A hướng ra Bắc, đã kiệt sức vì mệt mỏi do không ăn uống gì cho đến khi gặp lực lượng cảnh sát giao thông. Tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc, công an tỉnh Thừa Thiên Huế sau đó đã hỗ trợ hai em ăn uống, lộ phí đi đường và đón xe khách đưa hai người về Phú Thọ. Thưa quý vị, trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 27 tháng 4 đến trưa ngày 1 tháng 5, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng của đơn vị đã bàn giao 148 phương tiện, 156 đối tượng có các hành vi nẹt pô, rú ga, điều khiển xe không biển kiểm soát cho công an phường sở tại để xác minh và xử lý theo quy định. Đáng chú ý là toàn thành phố xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 17 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước thì giảm 7 vụ, giảm 5 người chết và giảm 4 người bị thương. Theo đó, cảnh sát giao thông toàn thành phố đã phát hiện và xử lý 3.516 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường bộ. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, tăng 1.893 trường hợp, trong đó phạt tiền 8.994 tỷ đồng. So cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, tăng 4.149 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 728 trường hợp, tạm giữ 1.603 phương tiện các loại, xử lý vi phạm nồng độ cồn 1.387 trường hợp. So với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, tăng 617 trường hợp. Bắt đầu từ đêm ngày 27 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, các tổ công tác 141 đã phát hiện 5 vụ việc, bắt giữ 5 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ là 2 bình kim loại nghi chứa khí cười N2O, 1 giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp, 2 xe mô tô nghi xe tang vật. Qua kiểm tra, kiểm soát, các tổ công tác 141 xử lý 74 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các tổ hóa trang trong quá trình tuần tra đã kịp thời ngăn chặn nhiều thanh niên đi thành từng tốp nhỏ có biểu hiện lạng lách, đánh võng trên đường. Giữa tháng 4 vừa qua, cả hai nút giao Thiệu Giang, Thiệu Hóa và Đồng Thắng ở Triệu Sơn có thông báo đưa vào sử dụng từ 19 tháng 4. Nhưng chỉ sử dụng được 4 ngày thì Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa có yêu cầu đóng rào trở lại với lý do là hai công trình còn một số tồn tại cần phải hoàn thiện để đảm bảo an toàn giao thông. Và mới đây, theo Ban Quản lý Dự án Thăng Long, đơn vị đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải kiểm tra, đánh giá kỹ thuật các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông và thống nhất mở lại nút giao Đồng Thắng Triệu Sơn nối với tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 để phục vụ người dân đi lại. Cụ thể, các đơn vị đã thống nhất mở lại nút giao Đồng Thắng huyện Triệu Sơn nối với tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 để phục vụ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Còn nút giao Thiệu Giang nối với đoạn cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 chưa được hoạt động trở lại do vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các hạng mục như là điện chiếu sáng, biển báo để đồng bộ với tuyến đường cao tốc và tiểu dự án 2. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 có chiều dài 63,37 km đi qua tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa yêu cầu các chủ đầu tư nút giao khẩn trương hoàn thiện các hạng mục của dự án để sớm đưa các nút giao vào khai thác trong thời gian sớm nhất. Trước tình trạng chất lượng môi trường nước sông Cái tại các trạm quan trắc ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mức độ ô nhiễm cao,
Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải vào sông Cái và đề xuất phương án giải pháp nhằm hạn chế tình trạng xâm nhập mặn tấn sâu vào các sông. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã có báo cáo tỉnh Khánh Hòa kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước. Theo đó, nước sông có hàm lượng oxy hòa tan thấp, chất lượng nước chỉ đạt mức C theo quy chuẩn chất lượng Việt Nam. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, nguyên nhân sông Cái tại thành phố Nha Trang có chất lượng nước xấu có thể xuất phát từ các nguồn thải từ thượng nguồn sông Cái và khu vực các huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh chưa được kiểm soát chặt chẽ, có nguy cơ gây tác động đến chất lượng nước sông Cái chảy qua khu vực thành phố Nha Trang. Do vậy, để đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho các nhà máy nước sạch phục vụ sinh hoạt tại thành phố Nha Trang, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện Diên Khánh, Khánh Vĩnh tiến hành rà soát, kiểm tra, xử lý các nguồn thải trên địa bàn xả ra sông Cái. Thưa quý vị, hiện nay vẫn đang là thời gian cao điểm của xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Dự báo xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần, nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Riêng trên sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, Cái Bé, xâm nhập mặn duy trì ở mức cao đến giữa tháng 5, sau đó thì giảm dần vào cuối tháng. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 5, khu vực miền Tây Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tuy mưa không nhiều nhưng cần chú ý có thể xuất hiện mưa rông nhiệt cục bộ vào chiều tối, dễ kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Nhiệt độ cao nhất tại miền Tây Nam Bộ phổ biến từ 34 đến 37 độ C, có nơi thì cao hơn. Dự báo xu thế xâm nhập mặn từ ngày 1 đến 10 tháng 5 ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn độ mặn cao nhất của tháng 5 năm 2023. Các chuyên gia khí tượng dự báo xu thế nguồn nước và xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không gay gắt như mùa khô của năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Thưa quý vị, tại Hà Nội, người dân tại các tỉnh, thành phố khác di chuyển trở lại thủ đô để quay trở lại cuộc công việc. Vì thế mà lưu lượng phương tiện tại một số tuyến cao tốc dẫn vào thủ đô Hà Nội cũng đã bắt đầu có xu hướng tăng lên, nhưng rất may mắn không bị ùn tắc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Người thanh niên này đã chọn xe máy làm phương tiện di chuyển từ quê lên Hà Nội. Anh cho biết việc di chuyển ngày hôm nay diễn ra khá thông thoáng, nhưng vẫn cảm thấy đôi chút mệt mỏi vì có nhiều ô tô lấn làn giành phần đường của xe máy. Ngày hôm nay tôi thấy khá là mệt mỏi bởi vì ở đoạn cầu Thanh Trì đi xuống tắc rất là nhiều. Đặc biệt là có những xe ô tô lấn làn, chiếm làn của xe máy. Xe máy thì họ thường hay đi lên vỉa hè để giảm ùn tắc giao thông ở đằng sau. Một ngày hôm nay thì không nắng mấy nhưng mà vẫn khá là mệt mỏi, trời thì rất là oi. Tôi thấy hôm nay tôi ngạc nhiên là bởi vì so với mọi năm ấy, thì hôm nay đi đường rất thông thoáng mà không hề bị tắc đường hoặc ùn tắc như mọi năm. Hôm nay rất là bất ngờ. Giao thông ngày hôm nay giảm ùn tắc là do một số người dân đã di chuyển từ chiều hôm qua, tức ngày 30 tháng 4. Cùng với đó, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ của Cục Cảnh sát Giao thông liên tục ứng trực để phân luồng, tránh xe cộ chuyển làn đột ngột, gây xung đột và va chạm giao thông. Ngày hôm nay tôi cảm thấy là đường lên Hà Nội là không đông lắm và tôi đã chủ động đi sớm để đỡ giảm tắc đường và nói chung là đi là cũng thuận lợi, mọi thứ là thuận lợi. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, những năm nay thì người dân đã chủ động là trở về thủ đô vào những cái khung giờ thấp điểm, có thể trước ngày cuối cùng của ngày nghỉ lễ để tránh ùn tắc. Tuy vậy thì đội cảnh sát giao thông số 14 vẫn sẽ bố trí 100% lực lượng các khu vực cửa ngõ, các tuyến đường ra vào thủ đô để đề phòng như chủ động tất cả tình huống xảy ra, ví dụ như là ùn tắc hoặc là những sự cố đột xuất trên đường thì sẽ kịp thời giải quyết. Thì qua đây lực lượng chức năng khuyến cáo người dân là nên trở về thủ đô vào những khung giờ thấp điểm, những tuyến đường có mật độ giao thông thấp. Không khí bến xe Hà Nội trở nên nhộn nhịp khi hầu hết các xe khách vào các bến xe lớn như Mỹ Đình,
Giáp Bát, Nước Ngầm đều chật kín hành khách. Do thời tiết hôm nay mát mẻ hơn những ngày trước đó, nên việc di chuyển của người dân bớt đi sự mệt mỏi. Dự báo trong ngày 2 tháng 5, tình hình giao thông tiếp tục nóng lên ở các tuyến cửa ngõ dẫn vào Hà Nội và nội thành có nguy cơ ùn tắc. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân di chuyển nên chọn khung giờ phù hợp, giữ tốc độ cho phép và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.